Để thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu hàng dệt may theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Bộ Công Thương chính thức công bố cấp chứng thư xuất khẩu qua Internet cho hàng dệt may sang Mexico. Theo đó, doanh nghiệp dệt may xuất khẩu sang Mexico nộp hồ sơ cấp giấy chứng thư xuất khẩu hoàn toàn qua Internet và được trả chứng thư trực tiếp hoặc qua bưu điện tùy thuộc vào đăng ký của doanh nghiệp. Doanh nghiệp bao gồm xuất khẩu theo hạn ngạch và không hạn ngạch phải đăng ký thông tin với Bộ Công Thương để thực hiện cơ chế giám sát hàng dệt may sang Mexico. Việc cấp chứng thư xuất khẩu tự động cho doanh nghiệp theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử và theo nguyên tắc doanh nghiệp nộp hồ sơ trước được cấp trước cho đến khi hết hạn ngạch. Lượng hạn ngạch thuế quan cấp cho các năm tiếp theo sẽ được Bộ Công Thương công bố sau khi nhận được thông báo của phía Mexico. Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Hiệp định CPTPP là một hiệp định tự do thế hệ mới, có mức độ cam kết rất rộng. Các nước CPTPP chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu, dự kiến sẽ đem lại nhiều cơ hội cho các nước thành viên.